xin kính chào tất cả quý khách hàng. Thì bên em hôm nay xin thực hiện cái test tải chiếc củ phát điện của Ý công suất 12 kVA. Dòng này là chạy không chổi than nha quý khách hàng, đã được bên nhà em làm hoàn thiện bu li mặt bích rồi. Đấy, làm hoàn thiện bu li mặt bích. Bu li thì bên em đi bu li hai rãnh, bu li 10 nhá. Đấy. Trục thì bên em đi trục cực lớn luôn. Quý khách hàng có thể thấy là cái mặt bích bên em cái độ hoàn thiện của nó này cực kỳ cao nha. Đấy. Hàn chết luôn và rô luôn nha quý khách hàng. Nếu mà quý khách hàng muốn lấy rời cái mặt bích này và cái đầu phát này ra ấy, thì quý khách hàng phải dùng máy tiện khoét ra nha. Tại vì bên nhà em đã tiện một cái cây cốt, bên em thúc vào và bên em hàn và phay đi rồi. Đấy. Củ này 12 kVA, hàng zin thao máy nguyên bản nhà em nha. Đấy. Dòng này là củ mẹc của Ý, 12 kVA chạy không chổi than, siêu khỏe siêu bền luôn. Dòng này mà anh em chạy công trình công trường mình hàn thoải mái luôn, chạy động cơ từ 20 HP trở lên nha quý khách hàng. Đấy, bên nhà em thì có cung cấp tất cả các dòng củ phát điện, thì chiếc củ này em sẽ giao đi Đắk Nông nha. Cảm ơn anh khách đã luôn tin tưởng ủng hộ em. Đấy, anh cũng đã mua hàng của bên em một lần rồi, bây giờ anh lại ủng hộ bên em thêm một chiếc củ phát điện này. Thì chiếc củ này thì trước khi bàn giao cho khách hàng thì bên em đấy có tiến hành là test điện, test tải luôn. Nhưng mà bên em kéo bằng một cái động cơ có 13 ngựa của Trung Quốc thôi, thì nó không hết tải được củ phát điện này, cái đầu phát này. Nhưng mà bên em cũng muốn là quay giới thiệu đến quý khách hàng, thì mong quý khách hàng luôn ủng hộ bên em nha. Đấy, bên em chuyên cung cấp các dòng đầu phát này, thì quý khách hàng có đầy đủ các giải công suất, quý khách hàng có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp bên em, hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc nha. Hàng cực đẹp luôn, bao zin bao đẹp luôn, hoàn thiện luôn. Hàng này cực VIP. Bên em đấu hẳn cả đầu dây da đây, thì về mình chỉ đấu vào đây nữa là xong rồi. 12 kVA. Bên em mới về được một chiếc này, rất đẹp luôn. Động cơ Honda 11 ngựa nha. Đấy. Hàng Nhật luôn. Hữu Toàn SH4500 Mini Japan, dòng này nhập khẩu nguyên chiếc 4 kVA. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em nha. Like, chia sẻ, ủng hộ bên em. Hotline bên em 0966421739. Bên em ngoài cung cấp các dòng củ phát điện này, máy phát điện Nhật bãi này, bên em còn thu mua trao đổi tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo bên em ạ.